Đồ kiếm vực 141. Lớp sắp quên đi. Cẩn thận, bọn chúng giỏi thuật độn công. Cẩn thận một chút. Đội trưởng, chúng ta làm như thế này có phải quá lộ liễu không? Phải giống trống khua chiên như này. Hơn nữa lời nói của con yêu heo kia quá là cay độc. Tất cả các người nhìn thấy con heo yêu kia đều phải tránh ra toàn lực cho ta. Ta nhất định phải hầm con heo yêu này 3 ngày 3 đêm mới trừ được cái mối hận ở trong lòng ta. Không ngờ là các người thèm thuồng cái đầu heo của người. Thật là làm phiền ngươi nhớ nhung ta đến thế. Đại nhân, cứu! Bị bao vây rồi. Xem ra cái đám người này đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ đợi hai chúng ta xuất hiện thôi. Bọn chúng từ đầu đã nhìn thấy thiên phú thần thông của ta rồi. Bóng mờ bị bọn chúng quấy nhiễu. Lần này xem ra thật sự chỉ có thể liều một phen. Đám người này bày ra cạm bẫy để bắt chúng ta. Sao lại chuẩn bị rồi đi chứ? Cô chó ngốc, ngươi nhìn bên kia đi. Lừa cái đám người có thượng trên thiên giới. Xem ra cái đám người mặc áo bào đen thần bí kia có liên quan đến thượng trên thiên giới. Hai vị đã lâu không gặp, cũng thành tiên rồi sao? Chắc hẳn Trương công tử sau lần từ biệt ở chiến trường Hiếp Yên cũng càng hơn ngày trước rồi nhỉ? Đại lục thiên vân, chúng ta và cái đám súc sinh thưởng cho tiên giới các người không thân quen đến thế đâu. Hiểu yêu đợi lát nữa sẽ cho người biết tay. Mà coi thuộc hạ của mình ăn nói ngông cuồng như này không phải là chuyện tốt. Trương công tử, nếu đã đến hạ tất không xuất hiện đi. Không hổ là mà xin sư huynh. Xem ra từ sau trận chiến Hiếp Yên, tu vi của huynh cũng tăng cao không ít nhỉ. Cho nên lần này ta đến không phải là đã tìm Trương Phàm sư đệ nhờ ngươi chỉ điểm. Lần đó thất bại ở dưới tay người ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Trường Phạm sư đệ, không biết một kiếm này của ta khiến người cảm thấy thế nào? Cũng chỉ có vậy thôi. Vậy xem ra sau khi Trường Phạm sư đệ sau khi có được truyền thừa của Lăng Tiêu tiên đế, tự vi cũng tiến bộ hơn nhiều. Nhưng đừng vội nôn nóng, Trương Phạm sư đỡ đợi lát nữa ta sẽ đỡ sức với người. Bởi rồi tiếp đãi vị Trương Phạm sư đỡ này của ta cho tử tớ vào. Chủ nhân, đám người thượng trên tiên giới và người mặc áo bào đen thần bí hình như cùng một phi. Xem ra vị mà xin sư huynh này của chúng ta có khá là nhiều bí mật mà người khác không biết được. Trương Phàm sư đệ, Trường Minh Tiên Vương phái ta đến trước để cho ngươi một cơ hội. Giao ra tiên kinh Lan Tiêu thì có thể tha thứ cho những mạo phạm của ngươi đối với thượng chôn tiên giới. Không hổ là thượng chôn tiên giới của các ngươi. Lần một, lần hai, ám mơ rồi bị thất bại ở đại lục Thiên Vân ta. Lần thứ ba, vẫn có thể mặc dày đến lần nữa. Xem ra Trương Phàm sư đệ, người không đồng ý giao tiếp một cách ôn hòa rồi. Mặc dù ta rất là thưởng thức thiên phú của Trương sư đệ, thất bại mà người mang đến cho ta cũng giúp ta một lần nữa lấy lại được động lực tu luyện.
Nhưng thân bạn trọng trách chỉ có thể chỉa kiếm về phía sư đệ rồi. Ê, chủ nhân có ngửi thấy mùi thối gì không? Sao ta cảm thấy buồn nôn đến vậy? Ồ, anh có thể là vừa nãy lúc đánh nhau ta không may dính phải đồ bẩn. Đúng là tuổi trẻ kiêu ngạo. Đó là chỗ nhờ, cẩn thận. Rượu mời không uống, lại uống, muốn rượu phạt à? Tên này bao nhiêu năm nay, bày mưu tính kế, rõ tay cũng thật là ác độc. Hồi phục lại cơ thể trước đi, những đòn tấn công này cứ để ta xử lý. Dốc hết sức lực khởi động trận pháp cho phi thiên bắt đầu tấn công. Mạc đại nhân, mệnh lệnh của bệ hạ là bắt sống Trương Phàm, phát huy toàn bộ lực của trận pháp cùng cho phi thiên tấn công, liệu có phải? Hãy để ta gọi ngươi là đại nhân rồi ngươi ra lãnh đạo hộ ta luôn đi. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ bây giờ sẽ đi hạ lệnh. Dừng. Con chó ngon do lão già Trương Minh kia nuôi, nhưng sau này ta sẽ khiến các ngươi hiểu cái gì gọi là nghe lời. Chủ nhân, cẩn thận. Nhóm phi thuyền kia chuẩn bị đột kích ngài rồi. Đừng hỏng, Ý Văn và Lão Tống bọn họ cũng nên đến rồi. Cẩn thận, có kẻ địch từ hướng Đại Lục Thiên Vân đột kích. Sư phụ, chúng con đến rồi. Lão Hùng, trận pháp đảo nổi đã khởi động toàn bộ, giúp Thượng Tuyên đánh rơi những chiếc phi thuyền kia đi. Mau tạo trận phòng thủ, không được sức mạnh của phi thuyền của Thiền Tiên đều dùng để chuẩn bị tấn công rồi. Tiện lực của chúng ta đã bị trận pháp sử dụng, không thể lấy ra ngay được. Tên này xuất hiện chẳng hỗn hốt gấp gáp cái gì cả, ngược lại như là đã sớm có dự liệu rồi. Rút lui tạm thời, hãy bỏ kế hoạch lần này, quay vào tiếp tục trù mưu tính kế tiếp. 142.